Vòng xoán ngôi. Phần 1. Tìm hai từ trái nghĩa. Hai từ trái nghĩa với từ phẳng lặng. 30 giây bắt đầu. Hãy liên tưởng nó không chỉ là biển mà là cả cuộc sống, không gian, không khí trong một chương trình. Mở rộng nó ra. Hai từ trái nghĩa. Nhanh, viết nhanh, viết nhanh. Hết giờ. Bắc Linh ơi. Dạ. Mình thi viết chứ không liên quan đến nắm đấm em ạ. Thế viết mà, là phải dùng tay anh. Đứng anh tự nhiên thi viết ngại ngại và chạm. Em là phải dùng tay. Ừ. Nào. Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm bạn Hùng? Em tự tin được 30% anh ạ. Làm được 3. Mời bạn. Từ đầu tiên là từ mấp mô. Mấp mô hay nhấp nhô đều được. Tiếp theo. Tôi cũng đồng ý phương án này. À, tôi cũng đồng ý. Từ thứ hai. Từ thứ hai là từ gồ ghề ạ. Xuất sắc. Tôi nghĩ là chấp nhận. Được đấy, tôi đồng ý. Phương án này được ạ. Được. Qua phần 1. Chúc mừng, vỗ tay to cho bạn Hùng. Đến lượt Bắc Linh. Từ thứ nhất của em là nhấp nhô ạ. Nhấp nhô. Đồng ý. Tôi cũng chấp nhận. À, chấp nhận. Từ thứ hai của em giống y hệt của anh bên kia. Đấy là gồ ghề, nhưng em xin phép nói từ khúc khỉu ạ. Khúc khỉu không được. Tôi không chấp nhận. Khúc khỉu thì tôi thấy nó cũng không ổn lắm. Tôi thì thấy khúc khỉu thì cũng ổn. Đấy, nhưng mà tất nhiên rằng là nó cũng không đẹp cho lắm. Được nhưng không đẹp. Vâng, từ thứ ba của em là gồ ghề ạ. Chấp nhận. Chấp nhận. Tôi cũng đồng ý. Chúc mừng hai bạn. Tìm ba từ đồng nghĩa. Đồng nghĩa, đồng nghĩa, ba từ đồng nghĩa với từ dịu dàng. Trong tất cả trường hợp, kể cả nói đến sóng biển này, nói đến tính cách con người, nói đến cử chỉ, hành động, hành vi. Hết giờ. Nằm nghe sóng vỗ từng bước xa. Và em bây giờ hãy nói ra. Từng từ anh nhé, em nói đấy anh ơi. Đúng rồi. Từ đầu tiên của em là hiền dịu ạ. Hiền dịu. Chấp nhận. Tôi cũng đồng ý ạ. Tôi đồng ý. Một. Từ thứ hai của em là dịu hiền ạ. Tôi cũng đồng ý phương án này. À, tôi đồng ý. Được. Hiền dịu, dịu hiền. Từ thứ ba của em là nhẹ nhàng ạ. Tôi đồng ý. Từ đó thì tôi đồng ý ạ. Đồng ý. Vâng, xin mời anh Tịnh. Tôi đồng ý. Ba câu. Xin mời bạn Hùng. Vâng, ba từ đồng nghĩa của tôi là hiền dịu. Tôi đồng ý. Vâng, cái này cũng giống như đáp án của bạn kia thôi ạ. Đồng ý. Thùy Mị. Thùy Mị ạ. Xuất sắc, từ này tôi được chấp nhận. À, tôi cũng chấp nhận. Hai. Từ nữa là từ nết na. Từ nết na tôi không chấp nhận, đây là từ đồng nghĩa. Tôi cũng không đồng ý ạ. Vâng. À, tôi hy vọng là Hùng còn có một cái lựa chọn khác. Không ai mết rồi ạ. Bạn Lý Hùng đã không được chấp nhận ở phần thi thứ hai trong vòng thi thứ tư. Chúc mừng Bắc Linh với 180 triệu đồng. Wow. Xin chúc mừng. Bạn rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Hãy đứng ra đây với tôi. Cho tôi gần mua tiếng Việt một chút. Chúc mừng bạn. Nào, bạn Hùng đứng ra đây. Bạn hôm nay cũng rất xuất sắc. Và tôi thay mặt chương trình gửi tặng bạn chiếc cúp của chương trình. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Và chúng ta đừng quên
4 tuần liên tiếp bạn Bắc Linh ngồi ở vị trí ngai của chương trình Vua Tiếng Việt. Bạn liên tiếp vượt qua rất nhiều những cảm xúc, lo lắng, hồi hộp, mừng rỡ và kết luận cuối cùng đó chính là may mắn cũng là một tài năng. Bạn rất tài năng. Tôi tin rằng giờ này rất nhiều quý vị khán giả đang chào mừng bạn, đang chúc mừng bạn. Và với 180 triệu đồng, bạn có thể làm rất nhiều việc tốt hơn cho cuộc sống của mình và những người xung quanh. Điểm đặc biệt nữa, bạn đã chứng minh bạn là người xứng đáng là Vua Tiếng Việt. Chiếc nhẫn thách đấu của bạn đâu ạ? Hãy giơ lên. Và chương trình quyết định tặng lại chiếc nhẫn cho bạn. Và chiếc nhẫn này vĩnh viễn thuộc về bạn. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng bạn. Mời bạn quay trở lại vị trí của mình. Xin mời. Xin cảm ơn quý vị khán giả, những người luôn luôn ủng hộ theo dõi chương trình Vua Tiếng Việt. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến với chương trình vào hồi 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.